Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Dự điểm cầu tỉnh Bạc Liêu có ông Dương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Trong đó, chất lượng hoạt động giáo dục đào tạo ở các bậc học từng bước được cải thiện nâng cao. Mạng lưới trường lớp ngoài công lập tăng nhanh, đặc biệt là bậc mầm non. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Công tác xây dựng xã hội học tập từng bước lan tỏa và phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Nhiều trường đại học của nước ta đã có tên trong bảng xếp hạng khu vực và thế giới. Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, ngành giáo dục vẫn còn những hạn chế yếu kém, như vẫn còn tình trạng thiếu trường lớp ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là các trường mầm non. Tình trạng lạm thu đầu năm học trong các cơ sở giáo dục còn diễn ra ở nhiều địa phương. Công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 còn một số hạn chế thiếu sót, như đề thi chưa thật sự phù hợp với yêu cầu của thi Trung học phổ thông. Trong đề thi có những câu hỏi có độ khó cao, phần mềm chấm trắc nghiệm còn có những kẽ hở trong bảo mật dẫn đến bị lợi dụng để làm sai lệch kết quả thi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm học vừa qua. Tuy nhiên, trước những tồn tại hạn chế của ngành, Phó Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục cần quan tâm đến dạy người toàn diện, dạy để học sinh hoàn thiện từ nhân cách đến kiến thức để các em có thể trở thành những công dân toàn cầu. Cần tăng cường tự chủ đại học theo đúng nghĩa, trong đó mạnh dạn bãi bỏ những quy định cứng nhắc gây khó khăn cho quá trình tự chủ và đi đầu trong việc xóa bỏ cơ quan chủ quản ở ngay chính những trường mà Bộ đang quản lý. Đối với phổ thông, Bộ cần nhanh chóng hoàn thiện nghị định mới về quản lý để phát huy dân chủ trong cơ sở giáo dục phổ thông. Về thực trạng ngành sư phạm thừa thiếu cục bộ, khó khăn trong tuyển sinh, giảm uy tín với xã hội, Phó Thủ tướng chỉ ra, đổi mới sư phạm cần từ gốc rễ, giữa bộ và địa phương cần có sự bắt tay, trao đổi để thực hiện. Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đã nhẹ đi nhưng vẫn cần tiếp tục có những đổi mới hơn nữa, tập trung vào khâu ra đề cho tốt hơn. Cuối cùng, Phó Thủ tướng lưu ý, ngành giáo dục cần quan tâm hơn nữa tới giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, trong đó chủ động phối hợp với các bộ ngành, tổ chức xã hội để xây dựng xã hội học tập. Hướng đến ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10, sáng nay ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam dẫn đoàn đã đến thăm và tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Hiền Lương, trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bạc Liêu. Đoàn đã đến thăm và tặng quà 5 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở phường 5, phường 3, phường 1 và xã Vĩnh Trạch. Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Hòa Bình và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và gửi tặng phần quà 1 triệu đồng để góp phần cùng gia đình chăm sóc, bồi dưỡng để các cụ sống vui sống khỏe. Qua đó cũng mong muốn các cụ tiếp tục làm gương sáng và dạy dỗ con cháu sống tốt, chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để góp phần xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi chiều nay, ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tuyên dương người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2012-2017. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết nội dung hội nghị này trong chương trình thời sự ngày mai. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những thông tin đáng chú ý khác. Tại huyện Hồng Dân, Hội đồng Khoa học Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu công trình khoa học lịch sử 30 năm kháng chiến của quân và dân huyện Hồng Dân Phước Long anh hùng giai đoạn 1945-1975. Cuốn sách lịch sử 30 năm kháng chiến của quân và dân Phước Long Hồng Dân anh hùng giai đoạn 1945-1975 là một trong những công trình khoa học quân sự có ý nghĩa lịch sử của Đảng bộ, quân và nhân dân hai huyện Hồng Dân, Phước Long. Tại buổi nghiệm thu, có nhiều ý kiến đánh giá cuốn sách là một công trình khoa học nghiêm túc, có chất lượng cao, có trách nhiệm với lịch sử. Cuốn sách đã ghi lại một chặng đường lịch sử đầy gian lao, thử thách, mất mát, đau thương nhưng hào hùng oanh liệt của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ huyện Hồng Dân, Phước Long. Công trình này còn để tưởng nhớ tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công cách mạng và nhân dân hai huyện Phước Long, Hồng Dân đã hy sinh cả tính mạng, đóng góp không mệt mỏi sức người sức của trong suốt 30 năm kháng chiến trường kỳ để giành lại độc lập tự do cho quê hương đất nước và hòa bình thống nhất tổ quốc cho nhân dân. Qua đó còn rút ra những bài học lịch sử sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và vận dụng sáng tạo đường lối quân sự trong kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc thật sự vững mạnh. Công trình khoa học này đã được Hội đồng Khoa học Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu bỏ phiếu nghiệm thu đạt loại khá. Chiều hôm qua, Sở Khoa học Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh, giải pháp thực hiện dân chủ ở cấp xã phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bạc Liêu
do tiến sĩ Ngọ Văn Nhân, Phó trưởng khoa Lý luận Chính trị, trưởng bộ môn Xã hội học trường Đại học Luật Hà Nội và tiến sĩ Dương Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ nhiệm. Cơ quan chủ trì đề tài là Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Trong vòng 17 tháng, nhóm tác giả đã tiến hành thu thập thông tin thông qua điều tra xã hội học như quan sát, khảo sát, phỏng vấn, sử dụng phiếu điều tra xã hội học, thu thập thông tin thực tế về thực trạng thực hiện dân chủ ở cấp xã, phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bạc Liêu. Đề tài sử dụng phương pháp tiếp cận liên ngành trên cơ sở mối quan hệ giữa các ngành khoa học là luật học, kinh tế học, xã hội học nông thôn, văn hóa học và dân tộc học. Giữa hai nhóm đối tượng được tiếp cận là đội ngũ cán bộ công chức cấp xã và các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân nông thôn đang cư trú tại các xã. Từ đó, đề tài xem xét ảnh hưởng của thực hiện dân chủ ở cấp xã đối với hoạt động xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bạc Liêu. Tại buổi nghiệm thu, đề tài được Hội đồng Khoa học đánh giá cao về tính thực tiễn và xếp loại xuất sắc. Đề tài đã góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận trong chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy dân chủ ở cấp xã trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ ra những thành công, kết quả đạt được cũng như hạn chế, bất cập và nguyên nhân dẫn đến thực trạng để rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể cho giai đoạn tới. Đề xuất các giải pháp khả thi tiếp tục phát huy dân chủ ở cấp xã phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở lý luận, cơ sở khoa học để xây dựng nông thôn mới không riêng tại tỉnh Bạc Liêu mà các tỉnh khác cũng có thể áp dụng. Bên cạnh đó, Hội đồng Khoa học cũng góp thêm một số quan điểm mới để đề tài phong phú hơn, nổi bật hơn, trong đó kiến nghị xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí, nhưng có sự thay đổi phù hợp với đặc thù của tỉnh Bạc Liêu. Hôm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thị xã Giá Rai tổ chức họp mặt tặng quà cho nạn nhân da cam nhân kỷ niệm 57 năm thảm họa da cam Dioxin 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2018. Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam 10 tháng 8 năm 1961, quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học da cam trên chiến trường miền Nam Việt Nam, bắt đầu cho một cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Đã 57 năm trôi qua, nhưng hệ lụy của nó để lại đã tác động trực tiếp đến sức khỏe đối với những người lính và người dân Việt Nam nằm trong vùng trực tiếp và những vùng bị ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Chất độc đã gây ra những biến chứng tàn tật, những căn bệnh hiểm nghèo, nó tác động đến sức khỏe qua nhiều thế hệ gia đình người bị nhiễm. Thông qua buổi họp mặt, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin mong muốn các cấp các ngành và xã hội nhìn nhận đánh giá đúng tác hại của chất độc da cam đối với nạn nhân bị ảnh hưởng, những gì họ phải gánh chịu về thể xác lẫn tinh thần. Qua đó mỗi người cần cảm thông san sẻ nỗi đau với nạn nhân da cam dioxin. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bạc Liêu, thị xã Giá Rai đã trao quà cho 60 nạn nhân da cam trên địa bàn thị xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Hôm qua, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức bế giảng khóa tập huấn tin học do nhóm tình nguyện viên thuộc Tổ chức Thông tin Xã hội Quốc gia Hàn Quốc phụ trách giảng dạy. 28 sinh viên đã được trao chứng chỉ hoàn thành khóa học. Sau một tháng tập huấn, 28 sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu đã được các tình nguyện viên Hàn Quốc truyền đạt các kỹ năng về lập trình Arduino căn bản. Trong thời gian này, tình nguyện viên Hàn Quốc và sinh viên khoa công nghệ thông tin Trường Đại học Bạc Liêu cũng đã tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống của hai nước. Cụ thể như tình nguyện viên Hàn Quốc dạy cho các sinh viên Bạc Liêu tiếng Hàn, cùng nhau trao đổi thông tin, tìm hiểu về văn hóa hai nước và giao lưu văn nghệ. Thời gian tập huấn đã mang lại cho sinh viên khoa công nghệ thông tin những kiến thức bổ ích về chuyên môn cũng như làm phong phú hơn về kiến thức xã hội và kỹ năng mềm, giúp ích cho việc làm sau này của sinh viên. Đây là một trong những chương trình mang ý nghĩa thiết thực, đem đến nhiều lợi ích cho sinh viên khoa công nghệ thông tin, góp phần thắt chặt mối quan hệ kháng khích giữa Đại học Bạc Liêu và Cơ quan Thông tin Xã hội Quốc gia Hàn Quốc nói riêng, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Hàn nói chung. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh vừa tổ chức buổi tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất kinh doanh nông sản an toàn vì sức khỏe cộng đồng cho hơn 50 hội viên phụ nữ tại xã Điền Hải. Mục đích buổi tuyên truyền nhằm cung cấp cho chị em phụ nữ những kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản, phân tích những mối nguy về an toàn thực phẩm, phương pháp quản lý chất lượng, nhận biết thực phẩm an toàn và xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên cung cấp một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản, trong đó nhấn mạnh đến các hình thức xử phạt vi phạm điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản. Đồng thời khuyến cáo bà con nên tuân thủ nguyên tắc 3-0-4 đúng trong nuôi trồng thủy sản, tức là không sử dụng chất cấm, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y thủy sản ngoài danh mục cho phép sử dụng, không sử dụng thuốc thú y thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng thuốc đúng loại, đúng lúc, đúng cách và đúng liều lượng. Trong sử dụng thực phẩm cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng và được chứng nhận xác nhận sản phẩm an toàn. Thông qua những kiến thức được cung cấp, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản mong muốn chị em nắm chắc nội dung và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn để tuyên truyền đến toàn thể hội viên và bà con nhân dân trên địa bàn mình sinh sống, góp phần thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu,
giảm lượng hóa chất, thuốc trừ sâu trong sản xuất để mang đến cho người sử dụng những nông sản sạch, an toàn cho sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kết thúc năm học 2017-2018, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 đã được các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hồng Dân khởi động. Đến nay, các phần việc quan trọng như cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên, quy động học sinh đến trường đã cơ bản hoàn tất và các trường đều trong tâm thế sẵn sàng cho năm học mới. Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, xã Ninh Thạnh Lợi A hiện có 19 phòng học, trong đó có 14 phòng học lầu, 5 phòng học cấp 4. Hàng năm có hơn 300 em học sinh theo học. Kết thúc năm học 2017-2018, ban giám hiệu nhà trường đã bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ trong hè như công tác tuyển sinh, tổ chức ôn thi lại cho học sinh, sửa chữa bàn ghế, đèn chiếu sáng. Năm nay, nhà trường cũng được cấp trên đầu tư xây dựng mới hàng rào và nhà vệ sinh. Ngoài việc đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ năm học mới 2018-2019, còn nhằm nâng chất các tiêu chí để tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đến thời điểm này thì công tác sửa chữa bàn ghế là sửa chữa cho trong. Còn các hạng mục như là xây hàng rào với nhà vệ sinh đó thì các nhà thầu cũng như là đội thi công đã cố gắng để hoàn thành tốt để cho phục vụ cho năm học mới. Đối với trường tiểu học Nhà Lầu, xã Ninh Thạnh Lợi A, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới, ngay sau khi kết thúc năm học 2017-2018, ban giám hiệu trường đã tiến hành ngay việc kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của trường để lên kế hoạch sửa chữa từng hạng mục, đảm bảo cho công tác dạy và học. Ngoài kinh phí hỗ trợ của cấp trên, nhà trường còn thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, quy động trong giáo viên, phụ huynh đóng góp kinh phí và nghề công để hỗ trợ thêm cho công tác sửa chữa. Trong đó chú trọng đến khâu làm vệ sinh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, an toàn cho học sinh khi bước vào năm học mới. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới được nhà trường cơ bản thực hiện hoàn thành. Năm nay thì đối với cái nhà trường thì nói chung là sơn lại các phòng học mà bị bong chóc, rồi sơn hàng rào, rồi làm cái vệ sinh cảnh quan môi trường. Trong đó thì về cái khâu chuẩn bị thì nói chung là về cái đầu năm học mới á, thì nhà trường cũng chuẩn bị về ngoài cái khâu chất ga thì cũng có cái thành lập cái tuyển sinh, công tác tuyển sinh lên lớp 1. Để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân đã tích cực thực hiện tốt công tác tuyển sinh, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên. Sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, nhất là tập trung đầu tư cho những trường nằm trong lộ trình công nhận mới và tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Về công tác tuyển sinh thì thực hiện theo cái kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, thì hiện tại các trường đã phát thông báo và tiến hành tuyển sinh. Đối với việc tổ chức học chính trị chuyên môn hè thì Phòng Dục đã phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức xong cái đợt học chính trị cho cán bộ quản lý và giáo viên. Riêng học chuyên môn thì đối trung học cơ sở đã tổ chức xong. Các cái cấp học khác thì sẽ thực hiện trong tuần tới, trong thời gian tới. Và đặc biệt là năm nay chúng tôi tập trung tham mưu với Ủy ban huyện để đầu tư về xây dựng và cải tạo các cái nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì trong hè chúng tôi đã xây 7 khu vệ sinh mới đạt chuẩn và cải tạo nhiều cái khu vệ sinh cho học sinh và giáo viên để đảm bảo cho năm học mới. Bên cạnh đó thì chỉ đạo cho các trường huy động tất cả các nguồn lực, ví dụ như từ giáo viên, từ phụ huynh để sửa chữa bàn ghế, rồi trang trí trường lớp, rồi quét vôi các cái điểm trường. Thì đến thời điểm này thì hiện tại thì chỉ còn một số cái hạng mục nhỏ do cái tình hình thời tiết cho nên là chưa làm được. Còn về cơ bản thì đã sẵn sàng cho năm học mới. Công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được huyện Hồng Dân quan tâm, chú trọng toàn diện. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo phục vụ tốt cho năm học mới 2018-2019, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của huyện. Thưa quý vị và các bạn, trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, cách cầu dừng xây, còn gọi là cầu sập hơn 1 km, hiện có nhiều cơ sở thu mua phế liệu hoạt động. Cùng với việc các cơ sở này thường xuyên tập kết phế liệu lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, thì cứ vào mỗi chiều khoảng từ 16 giờ đến 18 giờ, các xe kéo thu chở phế liệu từ các nơi cũng ngang nhiên đậu đổ chiếm hết làn đường dành cho xe gắn máy, xe thô sơ để đưa phế liệu vào điểm tập kết. Cứ vào cuối giờ chiều mỗi ngày, các xe kéo chở phế liệu lại thản nhiên đậu đổ dọc hai bên làn đường dành cho xe thô sơ, xe gắn máy hàng giờ liền để sắp xếp xuống hàng. Trong khi đây cũng là thời điểm tan tầm nên lượng xe lưu thông qua đây khá đông. Do bị xe kéo chiếm hết làn đường,
nên các xe máy phải chạy lấn sang làn đường dành cho xe ô tô, xe tải, làm cho xe ô tô, xe tải đôi khi phải lấn sang phần đường bên kia. Người đi bộ thì phải đi ngay dưới lòng đường giữa dòng xe đông đúc. Chỉ trong một đoạn đường ngắn, song có rất nhiều loại phương tiện, đôi khi có cả người đi bộ phải chen chúc nhau. Do đó chỉ cần một chút lơ là trong khi điều khiển phương tiện hoặc không làm chủ được tốc độ thì tai nạn rất dễ xảy ra. Tại điểm D và điểm E, điều 261 Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định rõ về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với các hành vi lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè lòng đường, lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ gây cản trở giao thông. Theo đó, cá nhân, đơn vị, tổ chức có hành vi cản trở giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm tùy theo mức độ nghiêm trọng khi để xảy ra hậu quả. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Bạc Liêu hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.